chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trong các cuộc chiến ở tại Ukraine giữa Nga và Ukraine, thì khi mà ông Putin, tổng thống của Nga, quyết định xâm lăng nước này, thì ông đưa ra cái cớ, tôi gọi là cái cớ, bởi vì tôi đã từng nói trên chương trình này nhiều lần, quý vị. Nhiều người thì cứ bảo là ô đánh là phải, anh mang gọi là cái gì đồ chơi để kéo nhà tôi làm sao tôi chịu nổi, đại khái như vậy. Và tôi đã giải thích nhiều lần rồi, tại sao người ta để đồ chơi kế nhà anh mà người ta không để kế nhà người khác, bởi vì anh không có đàng hoàng. Anh quý vị ở với thằng hàng xóm á, mà thằng hàng xóm đó nó là cái thằng hàng xóm tồi, thằng hàng xóm mà tối ngày nó âm mưu nó chiếm nhà quý vị, thì quý vị để đồ chơi để thủ nó chơi nó chứ, thì nó lại lấy cớ bảo mày để đồ chơi mày chĩa nhà tao thì đánh. Nói chung là đi xâm lăng là xâm lăng, còn cái cớ nó có nhiều cớ lắm, tôi không nói tới. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này thì ông Putin cũng vậy, ông bảo lấy cớ rằng là gì, thành phần phát xít, tức là tiểu đoàn Azov ở bên Ukraine. Thứ hai là ông bảo là cái người ăn nói, người nói tiếng Nga bị ăn hiếp, bị đàn áp. Rồi thứ ba là ông bảo là Ukraine muốn vào NATO để rồi NATO đem vũ khí chĩa vào nhà ông Nga. Thì nói chung đó là những cái cớ để xâm lăng thì mình không nói tới. Nhưng mà giả sử cuộc chiến nay mai nó chấm dứt, giả sử Nga và Ukraine đạt được một cái thỏa thuận nào đó, thì bây giờ người ta thấy rằng là cái hành động xâm lăng Ukraine của ông Putin có vẻ đã sai lầm, ông tính toán sai. Là bởi vì sao? Chính hành động xâm lăng của ông Putin đã đẩy hai nước khác hăm he vào tiếp NATO, đó là Thụy Điển và Phần Lan. Và vô tình dung, vô hình, vô tình, ông muốn như là làm giảm bớt cái diện tích của NATO. Thì bây giờ ông lại có thể thế nhá, vô tình làm cho diện tích của NATO tăng thêm một nửa nữa. Tại vì cái diện tích của Phần Lan và Thụy Điển nó rộng lắm, rộng bằng nửa châu Âu. Xin bà có thể cho coi cái laptop của tôi để cho quý vị coi cái diện tích, cái bản đồ các nước châu Âu để chúng ta thấy này. Chúng ta thấy này, thấy không? Đây, quý vị thấy không? Ukraine và Belarus chưa phải là thành viên của NATO. NATO đi từ Thổ Nhĩ Kỳ này, Hy Lạp này, Romania này, mấy nước dưới đây này, Ý này, các thứ này, nguyên cái vòng này, thấy không? Lên tới Na Uy mà thôi. Với lại ba cái nước nhỏ nhỏ ở đây là Estonia, Latvia và Lithuania. Chứ nó không có Phần Lan và Thụy Điển. Quý vị thấy cái đất Phần Lan và Thụy Điển, cái miếng này không, nó bằng hết một nửa châu Âu rồi. Thấy chưa? Và nếu bây giờ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập vào NATO thì không phải là NATO tăng diện tích thêm một nửa nữa không? Đó là cái điều mà ông Putin ông không nghĩ ra. Ông nghĩ là ông đánh vào Ukraine, ông đưa quân ông xâm lăng vào Ukraine một cách vô cớ như thế. Cớ của ông thì mình không nói nha, mình khoan nói cớ của ông thì tôi đã nói với quý vị là đừng có tranh luận cái chuyện ở đây. Đối với người ngoài đó, người ta nhìn vào thế anh vào nhà người ta một cách bất hợp pháp là anh xâm lăng, không nói gì hết đó. Không cần biết anh là ai, không cần biết từ đâu. Thế thì bây giờ khi anh xâm lăng Ukraine vậy, anh không ngờ là hậu quả là Thụy Điển và Phần Lan đó, sẽ coi như là đang tính cái chuyện mà gia nhập vào NATO. Thì thưa quý vị, đến tháng 6 này, ở tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh NATO. Đây, Tây Ban Nha đây, Madrid nằm dưới đây đây. Đó. Thì Thụy Điển và Phần Lan bây giờ họ đảo bảo là họ đang về để họ tính toán, họ coi lại lợi hại như thế nào. Và đương nhiên cái chuyện mà Nga xâm lăng Ukraine làm cho họ thấy là không an toàn nữa. Và họ sẽ nộp đơn nếu mà quốc hội họ đồng ý. Và bên NATO thì họ nói luôn nộp lẹ lẹ đi, chúng tôi cho quý vị nhanh lắm.
Thì tháng 6 này nếu mà Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn thì tại cái hội nghị thượng đỉnh các nước NATO, các lãnh tụ có thể là sẽ sơ khởi chuẩn thuận cái chuyện này. Đó. Và khi mà Phần Lan và Thụy Điển lên tiếng một cái thì là bên Nga phản ứng liền, ngày hôm sau pha phản ứng ngay. Thì cái ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống, cựu thủ tướng của Nga, bây giờ ông là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga, ông nói ngay nếu mà hai cái nước này mà gia nhập vào NATO thì coi như cái vùng, cái chiến lược vùng mà biên giới này sẽ phải tính toán lại, và chúng tôi sẽ tái phối trí các cái gọi là lực lượng hạt nhân, lực lượng nguyên tử của chúng tôi. Thực sự ra thì khi mà nghe chuyện này thì Bộ trưởng Quốc phòng của Phần Lan cũng cười, bảo thôi đi với cha nội, hiện tại bây giờ là mấy ông đã có đồ chơi nguyên tử để ở Kaliningrad. Kaliningrad là một vùng đất, nghĩa là nó nhỏ, cái rẻo nó nằm giữa Lithuania và Ba Lan, nó nằm sát biển Baltic ấy, Baltic ấy. Cái vùng đất này là coi như là hồi trước ấy, sau khi mà Liên Xô tan rã thì ba cái nước mà Estonia, Latvia, Lithuania độc lập, nhưng mà cái vùng đất Kaliningrad thì nó vẫn còn đó, nó vẫn còn của Nga, và Nga đã đặt hỏa tiễn nguyên tử ở đây rồi. Kaliningrad, xin bằng kỹ thuật cho các laptop của tôi cái để cho bà con coi cái bản đồ cái chỗ này. Đây, Kaliningrad là chỗ này thưa quý vị, nó nằm phía bắc của Ba Lan và phía tây của Lithuania. Vùng đất này nó nằm ngay ra cái biển này, biển Baltic. Đây là Thụy Điển, thấy không? Thụy Điển trên này. Đó, chúng ta thấy là Thụy Điển nào. Đấy, Phần Lan đây, Thụy Điển đây, nó cũng gần lắm. Đó, thấy chưa? Và có thể Nga sẽ có thể chiếm luôn cái vùng mà cái đảo Gotland này ở đây của Thụy Điển để mà tấn công Thụy Điển. Thì Thụy Điển nó biết, Phần Lan nó biết đấy, nó biết là đây. Thì cho quý vị coi lại đây nhá, Kaliningrad này. Đó, quý vị thấy buồn cười không? Đây là cái vùng đất không giáp nước Nga nha, nó không liền với nước Nga. Mà khi mà mấy nước độc lập nó phải trả lại, giữ lại cái phần này, Nga giữ lại cái phần này bởi vì nó có vũ khí nguyên tử nằm đây. Thì anh muốn chơi thì anh chơi chứ cần gì hú. À đó. Rồi đối với Phần Lan thì quý vị thấy rồi đó, hồi nãy đó, trên màn hình quý vị thấy đó là Phần Lan trước cái đệ nhị thế chiến đã có một cuộc chiến đẫm máu với lại Nga. Và sau đó thì họ ký được cái hiệp ước hòa bình, nhưng mà Phần Lan mất 9% cái số đất của mình ở vùng này đây, sát vùng này đây. Ngày trước đó nữa đó, trước năm 1917 thì vùng Phần Lan lại thuộc Nga. À, nhưng mà dân Phần Lan này sau đó họ độc lập, họ lấy độc lập và đánh nhau với Nga. Đó, thì họ mất cái vùng đất này. Vùng đất này ngày xưa là của Phần Lan này, cái dẻo này. Đấy, khoảng 9% đất đai. Đó. Thế bây giờ thì ông Nga ông khó chịu, ông nói như thế. Tình hình nó sẽ đi như thế nào, tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện mà ông Putin xâm lăng nước Ukraine đã để lại một cái hậu quả mà ông cũng không bao giờ ngờ. Đó là Thụy Điển và Phần Lan có thể gia nhập NATO. Họ chắc chắn, gần như chắc chắn sẽ tham gia NATO, nhưng được hay không lại là chuyện khác. Lát tôi phân tích tiếp cái lý do đó. Nhưng mà chúng ta thấy Phần Lan là quốc gia đã từng có chiến tranh với lại Nga. Ngay cái là sau cái mà gọi là đệ nhị thế chiến có đánh nhau một trận, và bây giờ có biên giới tơ hơn 800 dặm với Nga, nhưng họ không sợ. Dân số họ có mấy triệu, à 5 triệu mấy, à dân số Nga 100 mấy triệu. Nhưng mà rồi Thụy Điển là một đất nước mà hơn 200 năm không có chiến tranh, bây giờ họ lại tham gia
một cái liên minh quân sự. Tức là dân số họ, dân chúng họ bị thay đổi. Bởi vì họ thấy cái chuyện Ukraine là họ biết ngay thế nào qua ngày tới phiên mình. Bởi vì cái nước Nga của Putin, ông Putin độc tài, nước Nga không có xấu, người Nga không có xấu. Nhưng vì cái chế độ độc tài của Putin, khi mà độc tài rồi đó, người ta có quyền đủ thứ, người ta không nghe ai hết. Người ta muốn làm thì người ta làm, đâm ra con người ta nó hư. Quý vị nhớ đó, con người ta cũng vậy, vào tù vào khám là cũng do tham ô, tham nhũng, hối lộ. Bởi vì sao ta làm được chuyện đó? Bởi vì người ta nghĩ rằng không ai đụng tới người ta. Ông Putin cũng vậy, khi ông độc tài lâm ra ông hư, tôi gọi là hư. Còn nếu người khác nữa, người ta gọi là một người mà gọi là bình dân vào là mất giáo dục, vô giáo dục đó, mất cái nền giáo dục căn bản con người đi thâm sập lăng nước khác. Thế thì ông làm cho Phần Lan và Thụy Điển phải lo ngại, và họ sẵn sàng, anh chơi tới đâu tôi chơi tới đó. Bởi vì tôi không chơi anh thì có ngành chơi tôi thôi. Tiên hạ thủ vi cường, đúng không? Đó, là họ phải làm. Thế thì bây giờ đó, một mặt đó là Thụy Điển và Phần Lan muốn vào, và một mặt NATO cũng muốn họ vào luôn. Để chúng tôi có cái cớ, chúng tôi đem hỏa tiễn sang Phần Lan, sang Thụy Điển, để tôi chĩa vào Saint Petersburg, thành phố rất gần với Phần Lan, mà trước đây đặt tên là Leningrad, nơi mà ông Putin tôi gọi là ở chuồng tắm mưa, tức là cất tiếng khóc chào đời. Đó. Thế thì bây giờ ngày tháng 6 này, giả sử như hai quốc gia này nộp đơn và được đồng ý cơ bản, thì nó lại có một cái trở ngại nữa, là hai quốc gia này phải được 30 quốc hội của 30 quốc gia thành viên chuẩn thuận thì mới được. Trong 30 quốc gia này có hai nước nó có trở ngại. Thứ nhất là Mỹ. Ông Mỹ đó là theo quy định của Mỹ phải được 2/3 thượng viện chuẩn thuận. Tức là gì? Phải 67 phiếu trên 100 phiếu ở thượng viện. Và điều này có thể bị trở ngại. Bởi vì ông Donald J. Trump, ông tổng thống 4 năm của Mỹ, từng chê trách cái NATO này, bảo NATO này lỗi thời, lạc hậu. Thì có thể ông Donald Trump quay trở lại chỉ trích cái hành động này của Thụy Điển và Phần Lan. Và có thể ông gây ảnh hưởng một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Và có thể họ chùn bước, họ không dám bỏ phiếu. Đó là một cái kịch bản số 1. Kịch bản số 2 là Hungary, có ông thủ tướng Viktor Orbán. Ông này vừa mới thắng cử. Mà ông này đó, Hungary lại nằm trong khối NATO. Ông này lại là chơi thân với Putin. Nó quái đà, nó quái âm cho đó. Thành ra Putin cũng đừng có lo ngại. Bởi vì có phe ta nằm trong NATO rồi. Điều đó không có nghĩa là ông Orbán sẽ không, quốc hội Hungary sẽ không ủng hộ. Nhưng mà có thể là ông Orbán, ông ảnh hưởng. Thành ra tiến trình đó có thể kéo dài. Nó có thể kéo dài 6 tháng hoặc 1 năm thì họ mới chuẩn thuận. Thậm chí 2-3 năm luôn. Mặc dù NATO đang hối vào. Nhưng mà trong NATO đó có một điều khoản mà NATO họ nói. Ngay cả quý vị nộp đơn, quý vị chưa vào mà quý vị đánh, chúng tôi vẫn có thể có cách. Chúng tôi là bảo vệ quý vị. À, cái động căng này nha. Nó cũng rắc rối nữa. Bởi luật lệ nó vẫn có những cái hở của nó. Đó. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là như vậy thì ông Putin sẽ tấn công anh Phần Lan trước khi mà Phần Lan được chuẩn thuận. Nhưng mà ông Stoltenberg cũng bảo là không, chúng tôi có cách. Quý vị cứ nộp đơn đi. Đã nộp đơn rồi là chúng tôi gọi là bảo vệ quý vị. Đó, quý vị thấy giờ tình hình nó rất là tình hình ở chỗ đó. Thế thì nếu mà Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn, nếu đó nha, và nếu được chuẩn thuận, và nếu như lời ông Medvedev cũng nói, không? Chúng tôi nghĩa là sẽ sắp xếp lại cái vấn đề gọi là vũ khí nguyên tử, sắp đến Kaliningrad nó có bắn rồi đâu. Vấn đề đây không phải bắn nguyên tử không, mà anh phải có quân anh đánh. Nếu muốn đánh Phần Lan, muốn dạy cho Phần Lan lại bài học, hoặc là muốn dạy bài học giống Trung Quốc, xin lỗi tôi rút lại, nếu
mà muốn ngăn chặn Phần Lan vào giống như Ukraine, thì liệu cuộc chiến ở Ukraine này nếu nó dai dẳng, ông Putin có còn đủ quân hay là đủ tiền để chơi cú này hay không? Bởi vì nên nhớ là nước Nga cũng đang bị cấm vận kinh tế. Cho dù có Trung Quốc, Ấn Độ, các nước hỗ trợ nhưng mà không dám hỗ trợ mạnh mẽ. Bởi bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính của Mỹ, bà ham rồi. Anh nào mà cả chớ là tôi dớt luôn. Nên nhớ nước Nga đang kinh tế đang bị kiệt quệ. Và điều này đã được ông Putin thú nhận cách đây vài ngày. Chúng tôi đang gặp khó khăn. Bây giờ là mấy khoản nợ là ông Nga trả không được rồi. Bởi vì tiền bị ông Mỹ ông giữ. Tới ngày đáo hạn ông Mỹ không cho lấy tiền nợ. Tiền trả tiền nợ 600 triệu đô la. Đó. Thành ra với cái tình hình hiện nay, liệu Nga có phản ứng được hay không? Đó là một câu hỏi lớn. Và có thể là ông Putin khoái đánh Ukraine nhưng mà không dám đụng Phần Lan. Bởi vì ông Putin ông vẫn nghĩ là các anh Ukraine là các anh mà dân hạng 2. Công dân hạng 2. Trong đầu ông nghĩ ấy, dân Ukraine là công dân hạng 2. Không bằng người Nga. Đó là cái chủ quan của ông. Ông coi thường cái chuyện đó và ông cũng đã nói là Ukraine không phải là quốc gia. Nhưng bây giờ với Phần Lan thì sao, với Thụy Điển thì sao? À, chuyện đó khác. Mà quý vị nên nhớ là Phần Lan và Thụy Điển hai nước kỹ nghệ công nghiệp hóa nha. Họ ít dân nhưng mà họ có đồ chơi dữ lắm, họ không có vũ khí nguyên tử. Nhưng vũ khí của họ cũng khá là đặc biệt. Và nên nhớ đánh Phần Lan không phải đơn giản. Nga hồi đó là Liên Xô đó, dưới thời Stalin đã từng bị những gọi là tay thiện xạ mà đi trượt tuyết ở Phần Lan á, bắt thê thảm luôn. Cuộc chiến nó dữ dội lắm. À, thế giờ cuối cùng vấn đề đây là tôi muốn nói là gì? Cho dù kết thúc cuộc chiến ở tại Ukraine như thế nào, Nga thắng, Nga thua, hai bên hòe, chuyện đó không cần biết. Nhưng mà điều mà Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn vào NATO gần như chắc chắn. Và được NATO hoan nghênh. Được hoan nghênh. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Thì có phải là ông Putin đã tính sai nước cờ? Sai nước cờ. Thành ra cái cớ mà ông bảo rằng là gì? Tôi đánh Ukraine là vì tôi không muốn phương Tây, NATO mở rộng diện tích của mình để chĩa vào tôi. Thì nghe là vô lý. Có đúng nào? Nghe là sạo ke. Đúng nào? Bởi vì ông Phần Lan và ông Thụy Điển, ông Phần Lan kế bên, ông vào thì sao? À, nếu kẹt tranh Putin cái chỗ đó. Đúng chưa nào? Mà bây giờ đó, nếu mà Phần Lan và Thụy Điển vào, thì diện tích của NATO tăng thêm một nửa. Thất bại bại nữa. Cái đó là mình phải nhìn nhận thực tế. Ở đây tôi không cần biết có ai nói tôi ghét ông Putin, yêu ông Putin, chuyện đó tôi không quan trọng. Không quan trọng. Nhưng mà đó là thực tế. Chúng ta không thể nào mà chúng ta bác bỏ được. Chúng ta có thể là lấy mắt chúng ta che được. Tôi không nhìn thấy. Nhưng mà không thể bịt lỗ tai được. Ông Đỗ Dũng cũng nói hoài phải nghe lỗ tai chứ. Đúng không? Không làm sao mà vừa bịt mắt vừa bịt tai không được. Mình có hai tay à. Còn nếu bịt một mắt một tai thì vẫn một mắt thấy một tai nghe. Đúng không? Đó là vấn đề tôi muốn trình bày quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình sau.